Bố nghèo, con không nhận. Vậy mời anh tuần sau đến tham dự nhé. Cảm ơn anh chị đã mời. Tôi không biết phải nói gì nữa. Anh đừng có khách sáo. Dù sao anh cũng là... Con chào ba mẹ. Chào bác ạ. Các con về rồi à? Đây là bác Khải, bạn lâu năm của ba mẹ. Bác ấy đi làm xa nên gần đây mới có dịp gặp lại. Thì ra là thế. Mời bác ở lại chơi với ba mẹ cháu ít hôm cho vui. Bác ấy còn bận việc nên không ở lâu được. Nhưng ba mẹ đã mời bác ấy đến dự sinh nhật của thằng Tôm rồi. Vậy thì tiệc sinh nhật của thằng bé lại càng rơm rã rồi. Các con đi mua đồ cho sinh nhật thằng Tôm đấy hả? Còn thiếu gì nữa để ba mẹ phụ thêm? Bọn con chuẩn bị đủ rồi ạ. Ba mẹ không phải lo đâu. Đây, bọn con mua nhiều đồ lắm này. Thôi, làm phiền anh chị và các cháu. Tôi xin phép về trước đây. Bác không ở lại dùng cơm với ba mẹ cháu ạ? Thôi, bác có việc rồi. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Ba mẹ và bác Khải bao lâu không gặp nhau rồi ạ? Hả? Cũng phải mấy chục năm rồi con à. Trước đây bác ấy có đến nhà mình chưa ạ? Chắc là có, nhưng lâu quá rồi nên mẹ cũng không nhớ rõ nữa. Con nhìn bác ấy có cảm giác quen lắm. Hình như đã gặp qua rồi. Vậy sao? Ủa, hôm nay cậu lại về giờ này ạ? Mà cậu không đi xe ạ? Cháu có tài liệu quên mang theo, mà xe lại hỏng, cháu đi taxi về. Chúng ta có nên tiếp tục giấu thằng Hoàng về thân thế của ông Khải không nhỉ? Đó là điều ông Khải muốn mà. Tôi biết, trước kia tôi cũng nhất trí với điều đó. Nhưng sau bao nhiêu năm làm mẹ, tôi hiểu được cảm giác của ông ấy. Cũng là vì nghĩ cho thằng Hoàng cả thôi. Nếu nó biết nó có một người cha bị đi tù, thì e là... Nhưng cứ nhìn vào mắt ông ấy, tôi lại thấy một nỗi buồn khôn tả ông ạ. Thôi, cứ để ông ấy đến dự sinh nhật thằng Tôm đã rồi tính. Những gì mình vừa nghe là thật sao? Vì thế mà mình mới thấy ông ta rất quen. Đi tù ư? Không, mình không thể nhận một người như thế làm cha được. Hãy chọn một món đồ đi con, để xem lớn lên con trai của ba sẽ trở thành bác sĩ hay kỹ sư nào. Đúng rồi, chọn nó đi con, lớn lên con sẽ làm bác sĩ. Anh quay lưng lại đi, để con tự chọn mới chính xác chứ. Được rồi, để anh quay lưng lại. Tiến lên đi con, dù con lựa chọn thế nào, ba cũng ủng hộ con. Con chọn ba sao? Ba cũng là sự lựa chọn sao? Ba sẽ làm tất cả để bảo vệ con. Không biết thằng bé Tôm có lựa chọn như ba của nó không nhỉ? Chào cháu, nhà mình hôm nay đông vui quá. Nhà cháu hôm nay đông khách, nên ba mẹ cháu không tiếp bác được. Bác thông cảm nhé. Tôi cho bác gửi cho thằng Tôm chiếc ô tô này nhé. Không cần đâu bác, nó có nhiều đồ chơi đẹp hơn rồi. Nếu thế thì bác về vậy, lúc khác bác lại qua. Anh Khải, sao anh không vào nhà mà đi đâu thế? Tiệc sắp bắt đầu rồi. Tôi chợt nhớ ra có việc gấp nên phải về luôn. Anh vào chơi một lát đã. Đây là sinh nhật 1 tuổi của thằng Tôm mà. Anh là... Tôi có việc thật. Tôi phải về đây. Chiếc ô tô này tôi tặng cháu. Chị nhận giúp nhé. Hoàng à, con ra đây mẹ có chuyện muốn nói. Con đã nghe chuyện rồi phải không? Trưa hôm đó ba mẹ nghe tiếng động ngoài cửa. Sau đó mới biết là con đã về qua nhà. Bác Khải không muốn mẹ nói ra sự thật. Nhưng đã đến nước này,
mẹ không thể giấu con nữa. Bác Khải thật sự là ba ruột của con đấy. Mẹ đừng nói nữa. Hãy nghe mẹ nói. Ba con không xấu như con nghĩ đâu. Ông ấy phải vào tù là vì bất đắc dĩ thôi. Ngày đó, mẹ ruột của con bệnh nặng qua đời. Chỉ còn một mình ông Khải xoay sở nuôi con. Hồi đó, sức khỏe của con rất yếu, đau ốm liên miên. Ông Khải tìm mọi cách để chạy vậy lo tiền cho con chữa bệnh, nhưng vẫn không đủ. Ông ấy đã phải làm cả những việc phạm pháp. Sau đó, ông ấy bị cảnh sát bắt. Trước khi bị bắt, ông ấy đã trao lại con cho ba mẹ và xin ba mẹ đừng nói cho con biết về thân thế thực sự của mình. Con cũng đã làm cha. Con hiểu cảm giác sẵn sàng làm tất cả vì con của mình, đúng không? Dù ba con đã phạm sai lầm, nhưng tình yêu ông ấy dành cho con vẫn vô cùng thiêng liêng, không gì thay thế được con ạ. Mẹ, con... Ba, ba... Kỳ vọng. Nè Quân, ra đây chơi với tụi mình đi. Đang thiếu một chân, phải đá xuống đi. Có mấy phút ra chơi thôi mà cũng vùi đầu vào sách làm gì. Tớ không ra được, tiết sau kiểm tra mà tớ chưa thuộc bài. Đúng là Quân mọt sách mà. Thôi chia lại đội đi vậy. Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra tiếng Anh một tiết và 15 phút tuần trước cho các em. Cô rất tiếc là gần đây có một số bạn không giữ được phong độ học tập, đặc biệt là bạn Hồng Quân. Hai bài kiểm tra đều không tốt, các em cần chăm chỉ hơn. Sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi. Không tin nổi, Quân mọt sách mà còn bị cô nhắc nhở thì... Mà cũng phải thôi, mấy ai duy trì được giỏi toàn diện mãi. Sở trường của thằng Quân là môn toán kia mà. Quân, ba mới chọn cho con vài cuốn kỳ thi năng lực Hoa Kỳ nâng cao bổ ích lắm đây này. Con tranh thủ học thêm đi, năm nay con nhất định phải giành được một suất đi du học đấy. Mà con nhớ mấy môn khác học cũng phải đều đấy nhé. Nhưng mà con... Sao nào, con trai ba phải là học sinh giỏi toàn diện mới được. Tớ được trung bình 7.1, khá hơn năm ngoái hẳn 0.3 đấy. Tớ thì bị tuột đi có chết không? Nè Quân, điểm số thế nào cho tụi này coi với nào? Sao thế Quân? Điểm rác sao mà mặt cậu bí xỉ thế? Tớ bị học lực khá rồi. Hả? Cậu mà bị khá hả? Tổng điểm thì đủ giỏi, nhưng tớ bị hai môn dưới 6.5 nên chỉ được khá. Phen này thì coi như xong với ba tớ rồi. Ừ, ba cậu khó tính như thế mà. Vậy giờ cậu tính sao? Kiểu gì mà ba cậu chả biết? Chắc tớ phải trốn nhà đi thôi, nếu không ba tớ sẽ rầy la, không thể nào chịu nổi luôn. Nè Quân, hay là cậu nghĩ kế gì, đừng để cho ba cậu đi họp phụ huynh cuối kỳ. Còn về phần bản điểm thì tớ nghĩ có thể làm giả được đấy. Gì? Bản điểm giả? Tớ nhớ có lần anh trai của tớ kể bạn anh ấy nhờ được ai làm cho một bản điểm giả hơi bị xỉn luôn. Cũng là để đối phó với gia đình thôi, không ai phát hiện ra hết. Tớ có thể bảo anh của tớ hỏi bạn anh ấy cho cậu được. Tớ sợ ba tớ phát hiện ra ngay. Ba tớ là công an điều tra mà, khó qua mặt ông ấy lắm. Mà có vẻ cách này không ổn đâu. Tớ không muốn làm đồ giả. Thì cậu cứ suy nghĩ đi, tuổi tớ thì chả sao, nhưng ba mẹ cậu kỳ vọng ở cậu nhiều như thế, phen này cậu sẽ bị cấm túc luôn đó. Lắm, điểm số rất ấn tượng. Cuối tuần này ba sẽ làm một bữa tiệc mời người thân và bạn bè ba đến dự, trong đó có các bác làm bên tư vấn du học. Bộ hồ sơ du học của con trai ba sẽ ấn tượng lắm đây. Con vẫn thích học trong nước hơn. Con nộp hồ sơ thi chuyên toán rồi mà ba. Con cứ nói thế, tiếng Anh của con được 9.8 cơ mà. Tội gì mà không đi du học nào. Cứ để bạn của ba lo cho con. Lúc ấy có mà con chả đòi đi ngay ấy chứ. Hình như có vẻ nghiêm trọng hơn rồi đấy. Trời ơi, chắc tớ phải khai thật với ba để dừng lại chuyện này thôi. Ấy đừng, cứ bình tĩnh đã.
Từ từ rồi mình nghĩ cách đối phó. Quân ơi, ba vừa đi gửi bản điểm của con cho hội đồng tuyển sinh du học, chỗ cô Linh bạn ba làm đấy. Cô ấy nghe ba khoe điểm của con, bảo phải gửi đi sớm để người ta còn xét tuyển. Trời, ba gửi đi lâu chưa? Ba vừa đi gửi, nhưng sao? Bản điểm đó là giả anh Nam à? Nhìn là nhận ra ngay, có sự nhầm lẫn gì không hả anh? Cháu Quân vừa đến đây xin lấy lại bản điểm đó rồi. Sao? Em nói gì? Bản điểm giả? Thằng Quân đến lấy về rồi à? Trời đất ơi! Bản điểm này là giả, con xin lỗi. Con có biết con đã dối trá, trơ trẽn thế nào không mà nói nhẹ như bâng thế hả? Việc làm của con không phải là nói dối nữa, mà là phạm pháp rồi đấy. Thật là một nỗi sỉ nhục cho người cha làm công an mà lại có con cái thế này. Nhưng bản điểm đó sẽ giúp cho ba vui và hãnh diện với mọi người. Chẳng phải ba muốn con học giỏi toàn diện sao? Con đã cố nhưng không đạt được, nên con chỉ còn cách này. Vậy ý con là vì ba? Không ạ. Con phải học chăm chỉ nữa lên mới được. Bỏ hết bóng đá, cờ vua, xem phim, xem ảnh đi. Mấy cái thứ đó không giúp con đậu đại học được đâu. Con nhất định phải đậu trường công an. Đừng để mất mặt ba. Dạ. Chào tân thủ khoa. Một số điểm tuyệt đối ấn tượng. Động lực và ước mơ trở thành công an của em chắc hẳn phải vô cùng lớn lao. Em có thể chia sẻ một chút về ước mơ của mình không? Ước mơ ư? Em muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Em thi vào trường an ninh là vì muốn ba em được hãnh diện. À, ra là thế. Rốt cuộc thì mình đã trở thành một chiến sĩ công an hết mình vì công việc. Vậy mà trong mỗi giấc mơ cho đến tận bây giờ, mình luôn mơ mình là vua phá lưới với những cú sút ngoạn mục và những khán đài đầy ắp cổ động viên cuồng nhiệt. Còn thằng Quân, thằng bé mơ gì? Ba ơi, con xin lỗi, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa đâu. Xin ba tha thứ cho con. Con sẽ không làm ba thấy xấu hổ đâu. Con sẽ cố. Thôi được rồi, con hãy tập trung thi chuyên toán đi. Đó là môn học con yêu nhất mà. Ba nghĩ kỹ rồi, giỏi toàn diện thì đúng là tốt thật, nhưng đam mê thực sự của con mới là chìa khóa để con chạm tới những ước mơ riêng của mình. Và đó có lẽ mới chính là hướng đi đúng cho con. Ba đồng ý cho con thi chuyên toán rồi sao? Ừ, ba đồng ý. Nhưng con này, học khá tiếng Anh thì con sẽ có nhiều tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài cho môn toán của con hơn đấy. Vâng, con biết mà. Trái tim người đẹp. Về nhanh thôi, đói quá. Ôi, gì thế này? Trời ơi, đẹp quá. Của bạch mã hoàng tử nào thế này hả Dung? Chúc em một buổi tối vui vẻ. Này, trả lại cho chủ nhân nè. Ơi, tớ không nhận đâu. Không nhận sao được? Nếu chàng nào ga lăng tặng tớ bó hoa đẹp thế này, tớ lại chẳng ôm lên tận giường ngủ ấy chứ. Phải đó, cầm lấy đi, tấm lòng của người ta mà. Không nhận thì cũng biết làm gì được bây giờ. Alo ạ. Em chào anh ạ. Em về tới nhà chưa? Em nhận được bó hoa anh tặng rồi chứ? Hy vọng em thích nó. Em nhận được rồi. Nhưng lần sau anh đừng làm như thế nữa nha. Anh gặp tặng sợ em từ chối. Chỉ là tấm lòng, em đừng nói thế. Tối nay em rảnh không? Anh mời em đi uống cà phê nhé. Ừ, em xin lỗi. Nhưng tối nay em bận đưa mẹ đi có chút công chuyện rồi ạ. Vậy à? Thôi thì để khi khác. Hẹn gặp em ngày mai ở cơ quan nha. Dạ, em chào anh. Sen đẹp quá, hương thơm thật dễ chịu. Ôi, sao thế? Chết rồi, phải làm sao đây? Mình đâu có biết gì về xe chứ. Mà quanh đây chẳng thấy quán nào sửa xe. Làm sao bây giờ? Dung! Xe hỏng hả em? Ôi, anh Lộc. Vâng, xe em đang đi tự dưng chết máy. Anh giúp em với. Được rồi nè em,
Chắc tại mấy hôm vừa rồi trời mưa nhiều nên nước vào, không vấn đề gì đâu. Vâng, em cảm ơn anh. Không có anh, chắc em phải dắt xe về mất. Có gì đâu, lần sau không may có vấn đề gì cứ gọi anh. Anh cũng hay về đường này mà. Dạ, em cũng thích đi đường này lắm, vì được ngắm sen và ngửi hương thơm nồng nàn của hương sen. Thôi, em cảm ơn anh lần nữa nha. Em về trước đây ạ. Ôi, lại gì thế này? Eo ơi, lại một bó hoa nữa kìa. Chúc em một ngày mới tốt lành. Chàng tấn công mãnh liệt thế này, cậu không còn đường thoát đâu Dung ơi. Sao phải thoát? Nếu là tớ, tớ có mà chết đứ đừ trong vòng tay chàng từ lâu rồi. Anh Tuấn vừa cao to, đẹp trai, con nhà giàu, lại là sếp. Lấy anh ấy, cậu sẽ có tất cả mọi thứ, còn chế gì nữa. Phải đó, khi nào cưới nhớ cho tụi mình làm phụ dâu nha. Thôi đi, đừng có nói linh tinh nữa, tớ không thích đâu. Anh sớm nay đi làm, thấy người ta bán sen đẹp quá, anh nghĩ là em thích, nên... Vâng. Ôi, Dung kìa, ra nhận đi, không người ta đứng thành cây si ở cửa mất. Em cảm ơn anh. Không có gì đâu, thôi anh về phòng đi. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra. Tủi thân quá à. Tớ đây còn tủi thân hơn nè. Thôi đi, đừng có trêu tớ nữa. Ôi, mình thật là hậu đậu. Thôi, cứ đi đã, không muộn mất. Tối về sửa sao? Hẹn nhau dưới tầng 1 rồi ra sân bóng nhé. Hôm nay không đi được rồi, có hẹn rồi. Gì cơ? Mê bóng đá như ông mà nghĩ á. Hẹn ai mà quan trọng thế? Dung, nàng nói muốn cảm ơn vì bó sen sáng nay. Tôi hẹn nàng ăn tối ở quán buffet 88. Sao lâu thế? Hay là anh ấy có chuyện gì rồi? Muộn 20 phút rồi. Dung, chào em. Em chờ lâu chưa? Em chào anh. Dạ, em có hẹn với bạn mà chưa thấy tới ạ. Anh biết, Lộc có hẹn với em nhưng bận việc gì đó, không tới được. Nhờ anh tới nói với em như vậy. Anh ngồi đây không phiền em chứ? Dạ không ạ, mời anh ngồi. Hôm nay em bị nhỡ hẹn, có khi lại thành hay. Anh em mình có thời gian trò chuyện, tâm sự để hiểu nhau hơn. Anh Tuấn này, từ nay anh đừng gửi tặng hoa cho em nữa. Em thấy... Không có gì đâu, anh chỉ muốn em hiểu được tấm lòng của anh. Anh thật sự rất quan tâm em. Em biết, anh rất tốt, nhưng em xin lỗi, em không thể. Em đừng vội nói gì hết. Để anh đi lấy đồ ăn cho, rồi anh em mình vừa ăn vừa nói chuyện cho vui nhé. Sao anh Lộc bận việc không thể tới, lại nhờ anh Tuấn tới chứ? Chuyện này là sao? Mình không hiểu gì cả. Anh Lộc, chuyện này là sao chứ? Anh ơi, báo cáo anh giao gấp, em làm xong rồi ạ. Em đang ở phòng anh mà không thấy anh đâu. Em để ở bàn anh nhé. Giờ em phải đi ngay, không nhớ cuộc hẹn quan trọng mất ạ. Đồ ăn ở quán này rất ngon đó em. Chuyện này là sao? Anh Lộc vừa gọi điện cho anh đó. Anh thật quá đáng. Dung. Dung à, anh xin lỗi, hãy nghe anh giải thích. Em biết cả rồi, em không giận anh đâu. Nhưng vì em phải ngồi chờ anh lâu, bây giờ anh phải bồi thường cho em bằng một bữa tối đấy nhé. Bụng em réo ầm ĩ rồi đây nè. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Giờ mình đi thôi em. Bông hồng bên cửa sổ. Cháu là Dung phải không? Dạ vâng ạ. Cháu là cháu gái của bác Phương ạ. Bác là Mai, tổ trưởng dân phố ở đây, và là bạn thân của bà Phương. Bà Phương đã dặn dò bác là cháu sẽ đến đây ở. Dạ, bác Phương có kể cho cháu nghe về bác rồi ạ. Thì cháu chuyển đến đây ở lâu dài chứ? Dạ vâng ạ. Bác Phương nhờ cháu ở đây trong nhà, với lại ở đây yên tĩnh nên rất thích hợp cho công việc của cháu ạ. Có khó khăn gì cứ nói với bác nha. Vâng, cháu cảm ơn bác.
Nhà gọn gàng quá, chỉ cần dọn dẹp qua là có thể ở được rồi. Vậy là xong rồi. Bây giờ mình ra ngoài mua một ít đồ nữa là xong. Ôi nhiều đồ quá. Chỉ đi một loáng mà mua bao nhiêu là thứ. Ủa, ai để bông hoa này ở đây vậy ta? Bông hoa làm căn phòng tươi mới hẳn lên. Không biết chủ nhân của bông hoa này là ai nữa. Thôi không nghĩ nhiều nữa. Cứ coi như đây là một may mắn cho ngày đầu tiên ở đây của mình đi. Hey, mình nghĩ mãi mà chưa ra được ý tưởng nào. Thôi, mình tạm đi ngủ đã, để mai tính tiếp. Bác Mai ơi, cho cháu hỏi một chút. Có chuyện gì thế cháu? Bác có thấy ai ở quanh nhà cháu lúc nãy không ạ? Ừ, bác không thấy. Có chuyện gì sao? Dạ không, chỉ là cháu thấy hơi lạ. Hình như có ai đó để quên bông hoa ở trên cửa sổ nhà cháu. Hay hôm nay đều có ạ? Ừ, bông hoa đẹp quá. Bác nghĩ không phải là người ta quên đâu. Chắc là có ai đó thầm theo đuổi cháu, nên cố tình để nó ở đây đấy. Ừ, không phải đâu bác ơi. Cháu mới tới đây mà. Bác thấy chuyện này trên tivi nhiều lắm. Cháu thử nhớ xem, có khi là người mà cháu quen biết đấy. Bác cứ đùa cháu. Có lẽ là ai đó nhầm nhà thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn bác ạ. Ừ, thôi bác đi nhé. Dạ, bác đi cẩn thận ạ. Phải tìm ra người để những bông hoa này ở đây mới được. Có thể là người này muốn tặng hoa cho ai đó, nhưng lại tìm nhầm nhà. Hôm nay mình sẽ ở nhà cả ngày, để xem rốt cuộc là ai để lại hoa. Khoan đã, xin hỏi bác là ai? Bác có quen biết với chủ nhà này không ạ? Tôi ngày nào bác cũng đặt một bông hoa ở đây. Không hiểu là bác muốn tặng cho ai vậy? Xin hỏi bà Phương còn ở đây không? Bác Phương đã chuyển ra nước ngoài rồi. Cháu là cháu của bác Phương ạ. Thì ra bà ấy đã chuyển đi rồi. Cô làm ơn hãy cho tôi biết bà ấy sống thế nào. Bà ấy có hạnh phúc không? Làm phiền hai bác cháu nói chuyện một chút nhé. Giấy đăng ký tạm trú của cháu. Ủa? Trông ông rất quen. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Ông chính là... Phải, chính là tôi đây. Hai bác biết nhau sao? Chuyện xảy ra khi tôi và bà Phương còn là sinh viên. Chúng tôi đã dành cho nhau nhiều tình cảm rất sâu nặng. Ngày đó, mỗi lần cô ấy giận dỗi, tôi lại dùng một bông hồng đỏ để thay lời xin lỗi. Còn cô ấy sẽ dùng một bông hồng trắng để nói rằng đã tha lỗi cho tôi. Chúng tôi đã tính đến chuyện sẽ cưới nhau sau khi ra trường. Vậy sao ngày đó hai người không đến với nhau? Gia đình tôi hồi ấy rất giàu có. Ba mẹ muốn tôi lấy một người con gái môn đăng hộ đối. Ngày đó bà Phương đã rất đau khổ. Tôi là bạn thân của bà ấy, mà nhìn thấy bà ấy như vậy cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Tất cả là tại tôi. Tôi đã không thể giữ lời hứa với bà ấy. Những năm qua chưa bao giờ tôi nguôi ngoai vì chuyện này. Mọi chuyện ổn cả chứ cháu? Có gì cần cháu cứ nói với bác Mai nhé. Vâng ạ. Bác ơi, có chuyện này cháu không biết có nên kể cho bác không? Chuyện gì thế cháu? Nhưng mà nếu không nói ra cháu thấy hơi áy náy. Thì ra là thế. Chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi.
Dung này, bác nhờ cháu một việc được không? Vâng, bác cứ nói đi ạ. Đây là câu trả lời của bác Phương dành cho bác. Đây là câu trả lời của bà ấy thật à? Bác ấy nhờ cháu chuyển lời cho bác rằng mọi chuyện đã qua lâu rồi, bác không cần áy náy vì chuyện quá khứ nữa. Bây giờ bác ấy đã có cuộc sống rất hạnh phúc. Bác ấy hy vọng bác cũng có được cuộc sống hạnh phúc an lành. Cảm ơn rất nhiều. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.